Thưa quý vị, thời gian qua, việc thực hiện các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được thành phố Đà Nẵng xác định là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Với mục tiêu đảm bảo gia đình chính sách có mức sống cao hơn mức sống trung bình của dân cư địa phương nơi cư trú, các cấp các ngành trên địa bàn thành phố đã tập trung huy động nhiều nguồn lực để từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công với cách mạng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Thực hiện quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ, trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố đã hoàn thành kế hoạch hỗ trợ sửa chữa, xây mới dở người có công với cách mạng với số lượng 732 nhà, tổng kinh phí hỗ trợ là 26,85 tỷ đồng. Ngân mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương, xây mới là 40 triệu đồng, sửa chữa là 20 triệu. Thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ thêm 20 triệu đồng trên một hộ đối với nhà xây mới, tối đa 10 triệu đồng trên một hộ đối với trường hợp sửa chữa nhỏ. Từ năm 2014 đến năm 2022, chương trình sửa chữa xây mới nhỏ gia đình người có công với cách mạng đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Chất lượng công trình đảm bảo ba cứng, cứng nền, cứng tường, cứng mái, giúp cho các hộ gia đình khó khăn về nhỏ yên tâm ổn định cuộc sống. Nhà cách đây lòm đây hơn năm 90 tới giờ, cũng xuống cấp, nứt với tôn đồ mục, cai cũng mục hết rồi. Nên là khi nghe hỗ trợ được 60 triệu thì tôi cũng rất vui mừng và cũng cảm ơn Đảng nhà nước lo quan tâm. Hiện Đà Nẵng có hơn 110.000 đối tượng được xác định theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó có khoảng 8.000 thương binh, bệnh binh. Thành phố đã hỗ trợ từ 1 triệu đến 1 triệu 500 ngàn đồng cho một người một tháng, đồng thời ban hành chính sách hỗ trợ hàng tháng với mức 1 triệu đồng cho người có công, thân nhân người có công không còn sức lao động, thuộc hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Tổng kinh phí cho hai chính sách này hàng năm là trên 10 tỷ đồng. Phường với quận với thành phố nói chung thì quan tâm rất là đúng đắn theo chính sách của ban hành của Đảng nhà nước, không thiếu sót cái gì. Và bản thân tôi nói là sống độc thân của mình và kể ra không thiếu một cái gì. Đa thì có thuốc may của bác sĩ tới nhờ khám nữa. Công tác quản lý đối tượng, quản lý tài chính ưu đãi người có công cũng từng bước được hoàn thiện. Hiện nay, thành phố đã thực hiện số hóa hơn 63.000 hồ sơ người có công, xây dựng phần mềm quản lý liệt sĩ. Thông qua hồ sơ số hóa, các chương trình phần mềm quản lý, công tác quản lý đối tượng ngày càng chặt chẽ. Việc thực hiện chế độ đảm bảo đúng đối tượng kịp thời, chưa để xảy ra sai sót trong lĩnh vực người có công. Đặc biệt, công tác chăm lo phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng được thành phố chú trọng. Hàng năm thì cũng được có cái chương trình đi ăn, nhất là những cái dịp lễ hội, những cái dịp mà ngày thương binh xã hội thì cũng chăm lo cho đời sống của người dân, tặng quà, thăm hỏi, động viên. Một mặt là trang đãi một phần cuộc sống cho người dân, một phần là chăm lo cho đời sống về lâu là dài và sự cống hiến hy sinh của các thương bệnh binh. Hiện nay, tổng nguồn lực đầu tư từ ngân sách thành phố khá lớn với trên 60 tỷ đồng trên một năm, với hơn 50.000 lượt người thụ hưởng các chính sách hỗ trợ đặc thù. Điều này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo thành phố đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, qua đó góp phần nâng cao mức sống của các gia đình chính sách và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.